đi chơi đầm sen nước anh. À. Thì da em bị đèn đỏ. À. Thì lúc đó không ngờ luôn, vì nó bị lan ra mà cái đứng ngồi đó khóc vậy đó. Em nói ủa bị thương gì sao mà khóc vậy? Tại vì mới quen mà mình đâu dám nói thôi chị, mà thì cái ông này cũng cứ đứng ông la làng lên, la cho người ta chú ý ok mình vừa. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Em giới thiệu đi. Dạ, em tên là Trần Hoàng Trọng, em năm nay 27 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Em tên Nguyễn Thị Thúy, năm nay em 23 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Ở quê em ở Vũng Tàu. Thế Thúy Kiều với Kim Trọng, Trọng với Thúy gặp nhau khi nào? Tụi em quen nhau qua mạng. Ấn tượng đầu tiên của em về ông xã em thì rất cực kỳ ghét luôn. Tại vì người gì đâu mà thích thể hiện với lại nói chuyện thì cọc lóc ta đây lắm. Người ta thì đang nói tiếng Việt, một mình ổng chêm vô tiếng Anh. Em thì ấn tượng của em với vợ em thì cô này nói chuyện tiểu thư lắm, công chúa mà ra vẻ đại ca lắm, là mọi người phải theo ý mình. Có comment lại ấy? Dạ có, thì em cũng hay mỉa mai, em hay nói móc rồi. Kêu chứ thôi mọi người ơi, núp hết đi cho hai người kia thể hiện. Cứ đốt chát nhau như vậy á. Hai bạn chát qua chát lại như vậy thì bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Khoảng mấy tháng á, mà lần đầu tiên gặp ở ngoài còn xấu hơn những gì em tưởng tượng nữa. Vừa mập vừa lùn mà còn đen, mà ăn mặc thì quái dị, rồi tóc tai thì dài, rồi còn để râu nữa, cái mà em ghét nhất luôn. Bây giờ em trèo biển cấm này rồi. Ủa Trọng lúc đó là Trọng để tóc dài đúng không? Dạ, em để tóc dài thì lúc đó là em khác người, hơi khác người. Nhưng mà ngược lại thì ấn tượng của em bây giờ em là rất là tốt. Tại cô ấy là mặc đồ công sở, nhìn nó như là thanh nhân, thành đạt. Em nhìn là em kết liền luôn. Vậy này tóm gọn là lần đầu tiên gặp mặt thì em trong mắt cô này là ấn tượng xấu. Dạ. Em thì ngược lại. Dạ. Nếu mà tiếp xúc nhiều rồi thì ngược lại nữa, là em nghĩ em nhắc em bị lừa tình. Thú vị rồi nha. Coi như có 3 giai đoạn đó. Sao em? Bây giờ em nhìn em tự nghĩ là cô này chắc cũng trưởng phòng hay gì đây. Tại cái phong cách quá. Em mới tiếp xúc người đấy thì nhân viên. À cuối cùng là chỉ là nhân viên bình thường. Lừa tình đúng không? Thất vọng. Rồi sao? Rồi em có tiến tới hay bỏ chạy? Thì em cũng lên cái hạch em cua, em tán tỉnh, rồi rủ đi uống cà phê. Lúc mà chat trên mạng rách riêng thì là cũng có thích em rồi. Vậy mà lúc mà gặp mặt chẳng là không thích em, khùng khùng đó. Từ hôm đó về nhà là không gặp, không có điện thoại, không có nhắn tin gì luôn. Tự nhiên đang có một người cua mình đang theo đuổi mình xuống chết luôn, mà tự nhiên cái đùng cái im re, không liên lạc, không gì nữa hết á. Cái hơi hụt ẩn, em nhắn tin cho anh, em kêu là bộ anh sợ em anh bỏ chạy hả, quay lại mà lấy dép nè. Thì mới thấy anh nhắn lại một cái tin nhắn, tại vì anh thấy em khùng quá nên anh sợ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Khoảng một tuần sau đó thì ảnh hẹn em đi uống cà phê một lần nữa. Thì ảnh mới bất ngờ, ảnh nói là em cho anh mượn tay anh coi bói, cho anh biết coi bói. Thì em cũng vô tư lắm, em đưa tay kêu đâu anh coi khi nào em lấy chồng chứ sợ thấy khùng quá, ế quá, ế hoài. Thì lúc đó thì ảnh mới cầm tay em, rồi cái ảnh nói là không, thật ra anh đâu biết coi bói đâu, nhưng mà chắc là anh thích em á nên thôi nắm tay em đỡ. Lúc đó là tụi em chính thức quen nhau. Rồi trong lúc yêu nhau có câu chuyện nào khùng khùng kể cho nghe coi. Có đi làm sen nhưng mà hơi tế nhị đúng không? Không sao đâu. Đi chơi làm sen nước anh. À. Thì da em bị đèn đỏ. À. Thì lúc đó không ngờ luôn, vì nó bị lan ra mà cái đứng ngồi đó khóc vậy đó. Em nói ủa bị thương gì sao mà khóc vậy? Tại mới quen mà mình đâu dám nói thôi chị, mà thì cái ông này cũng cứ đứng ông la làng lên, la cho người ta chú ý ok mình vừa quê mà vừa tức mà vừa xấu hổ nữa. Em giận mấy ngày hôm sau em không nói chuyện luôn, thì ông này lại nghĩ là con này tự nhiên nó khùng nữa hay sao không không nói chuyện. Thì yêu nhau bao lâu thì mấy bạn cưới nhau, mà cưới có trơn tru không? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng á, thì anh mới nói là vậy thôi mình cưới nhau đi, nhưng mà hai bên gia đình phản đối á chị. Tại sao? Em quen nhau trên mạng á. Rồi trên mạng bây giờ báo mạng đồ đọc lừa tình rồi chém giết rồi tùm lum á. Ba mẹ em không cho quen. Thì lúc đó hai tụi em phải thuyết phục một thời gian dài á thì mới cho cưới. Rồi bây giờ là có thấy một cái điều gì mà thay đổi về nhau mà trước hôn nhân là mình không biết không? Vợ em mỗi lần giận em hay gì á, chui vô cái tủ nằm vậy, đóng cửa lại. Mà em gõ cửa nha, không chịu ra ăn ra. Em lại em bế ra em chịu. Không, mà có khi nào mà chui mà em để chui luôn không? Có lần. Nhưng mà em ngồi trống á, em giật hết quần áo rồi. Nóng quá chui ra lại. Dạ không, cứ ngồi vậy á. Không, một hồi ông này giống như là sợ rơi rớt quần áo hay là gãy móc hay gì đó, lại mở cửa ra. Rồi lôi ra. Dạ. Ôi. Rồi,
Mà thường xuyên vậy hả em? Rồi còn chồng em giận thì chui đi đâu? Chắc chui tủ lạnh. Mỗi lần chồng em giận ngồi ôm laptop chơi mặt nghênh lên như vậy nè. Chơi ngươi á chị. Mà chị hỏi nè, hai bạn có hay theo dõi chương trình này không? Dạ có ạ. Ồ vậy hả? Mà tức lắm chị. Tối hôm đó em coi xong rồi em nói là thôi anh ơi, giờ em thích quá à, mình đăng ký cái chương trình này đi. Kêu chứ thôi em ơi, anh lên đó ngại anh rung rồi này nọ lắm chứ. Không sao đâu, vui mà, thấy hai anh chị rồi vui lắm. Cái không chịu, cứ chùm mền đi ngủ vậy á. Mà bình thường thì ngủ khuya lắm, mà hôm đó mới 9 giờ cứ chùm mền giả bộ nằm ngủ vậy á. Thì em mới tự lên trang web em down form về. Nhưng mà khổ nỗi là cái máy em nó không có Word. Thì em kêu anh dậy cài Word cho em. Cứ kéo chăn giật mền rồi cũng không chịu. Em kêu giờ không cài á, đừng ngủ nha. Vẫn không chịu làm cho em. Cái em giận quá em bỏ xuống phòng khách em nằm. Thử coi ổng có xuống ổng làm lành đâu mà không luôn, ổng cho em ngủ ở dưới phòng khách suốt đêm luôn. Không lý quá, không mang gối mà chịu nổi. Nhưng mà em biết là vợ em đăng ký chương trình này hả? Để em biết thôi, em nói là để ngày mai rồi anh dậy anh đăng ký cho, nên anh mệt á, anh ngủ mai anh đi làm. Cứ không chịu mà phải đăng ký ngay trong đêm nay. Em thấy vô lý quá, bây giờ giận không cho giận luôn. Cho lần cho tẩn. Sáng hôm sau em lên thì em thấy ông cũng ngủ dưới đất. Thì sau này em mới hỏi là ủa sao trên giường nằm xuống đất kia không? Thế em nằm dưới vậy anh nằm trên giường ấy nấy quá. Vậy là tự xuống đất ngủ. Dạ không, cái đó là em chỉ nói cho vợ em vui thôi. Mà em ngủ dưới giường dưới đất á cho nó yên tâm. Em sợ tối vợ em lên nó khùng rồi quay tiếp. Thôi dưới đất cho nó yên tâm. Hai bạn còn có chuyện gì mà cãi lộn với nhau to tiếng? Dạ cũng có. Thì hôm đó em đi làm về mở cửa ra thì mùi thuốc lá nồng nặc luôn. Xong rồi em nói là tại sao mà cứ hút thuốc trong phòng hoài vậy. Thì cứ ổng cứ ngồi ổng cắm mặt vô ổng chơi game. Cái em tức quá em vừa dọn em vừa la hét mà không thấy ổng lên tiếng gì á. Thì càng im mình càng tức. Xong rồi em không dọn nữa. Em lấy tàn thuốc á chị, em đổ khắp nhà luôn, đổ trên giường, đổ trên gối. Xong rồi em lấy chăn mền chiếu của em rủ ra hết luôn. Xong rồi ông này thấy em quậy vậy tức quá bỏ đi. Em cũng thay đồ em đi. Đi xong nhưng mà em không có dọn nhà. Cái em bỏ qua nhà bạn em ngủ một chập. Nhưng mà em vẫn lên Facebook, em lấy một cái hình mà hồi xưa sửa em đi nhậu với bạn bè. Em up lên Facebook. Dạ bộ đúng rồi, như mình đang đi nhậu. Dạ, đúng điên lắm anh, tức mà điên luôn á. Em gái em á, mới điện thoại về cho em là sao phòng nó vừa bộn lưa vậy. Em mới hết hồi, mới chạy nhà liền. Em như bãi chiến trường luôn. Em dọn núi luôn. Xong mấy em mới dọn xong mệt, mới lên Facebook phải coi có tình hình gì không. Lên Facebook thấy đi nhậu, là em điên luôn rồi. Cái em mới điện thoại cho cái người bạn. Dạ em đáng đâu sao dữ vậy, tôi đi nhậu vậy. Cái người đó mới nói là đâu có đâu, đang nằm ngủ nhà nè. Cái hình đế kỹ hình đó lâu mà. Rồi em nói là chúng ta thử rồi. Vậy là tụi em thường xuyên cãi nhau là vì lý do là anh ấy bừa bộn. Dạ. Trước khi cưới á, mẹ chồng em có nói là thằng này nó bừa bộn, nó dơ, ở dơ lắm nha. Mà sau cưới nó được hay thiệt. Lúc đó em nghĩ là cái đó thì có thể thay đổi được. Nhưng mà cưới về rồi mới biết còn dơ hơn ngoài sức tưởng tượng. Nguyên một ngày luôn á chị, đi làm về không ai để mồ hôi một kê gì á, chơi bời thôi mày nọ. Em kêu anh đi tắm đi. Một ngày mà tắm lần thì cũng đâu phải dơ. Chừng nào mà 4 ngày tắm mồ hôi đồ nó dơ lắm chị. Mà giờ em cũng kỳ lắm chị, đi làm về nó mệt rồi cũng hơi có mùi. Mà giờ em cứ khoái sáp vô, sáp vô trong ôm xong rồi hôn đã lại trời ơi thúi quá. Nó nhào vô xong chơi phải đi mùi đó, mùi đặc trưng thì sao. Phải em làm vậy đây cố tình cho anh biết là anh phải đi tắm đấy. Ủa anh đâu có mướn em ngửi không, em cứ chơi thúi hoài vậy. Vậy hả, có bao giờ mà một ngày không tắm không? Dạ có, ngày hai ngày là bình thường. Trời ơi. Trong tất cả những cái điều mà bạn kể ra thì bạn mong muốn chồng bạn thay đổi cái gì? Sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, với lại bớt vô tâm đi. Mỗi lần em giận là cứ để mặc kệ em giận không à. Đến 2-3 ngày sau mới chịu làm lành. Có nghĩa là có hai cái muốn thay đổi thôi. Dạ. Thí dụ như trong hai cái đó bạn nghĩ là bạn sẽ sửa được cái gì? Em nghĩ là em đổi được hết. Rồi ngược lại em muốn vợ em thay đổi cái gì? Bớt tính trẻ con chị. Lại thứ hai là bớt ghiền Facebook đi. Nhà có cái gì cũng up lên, khoe khoang. Chút nữa chụp hình với anh với chị Vân là không được up lên nghe chưa? Có nghĩa là hai cái điều đó bạn thay đổi được không? Dạ được. Bạn chồng là không có muốn bạn vợ là bớt tất cả những cái gì riêng tư lên nhiều quá. Rồi bớt trẻ con đi kìa, có làm được không? Trẻ con thì tại vì ảnh không làm em giận thì em đâu có ăn vạ, đâu có trẻ con. Đó, giờ đổ qua đổ lại là tới sáng mai luôn đó. Vì lúc mà tự giận luôn chơi. Thôi, nếu mà các bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son để mà hiểu nhau hơn, để mà vui á, thì tôi nghĩ rằng là các bạn đã đạt được hai điều rồi đó. Có nghĩa là vui nè, vui là nãy giờ là vui quá rồi nè. Và cái chuyện mà để hiểu nhau hơn á, thì chắc có lẽ là hai vợ chồng á, qua cái chuyện mà tố nhau vậy là thấy đã hiểu nhau hơn được chút nữa rồi đúng không? Bằng chứng là bạn này bạn nói bạn sẽ thay đổi nè, thay đổi hết đó. Còn bạn á, là bạn hứa là bạn mới có được một cái là bớt Facebook thôi. Còn cái trẻ con thì vẫn nghĩ rằng á, là
Bạn có con chưa? Dạ chưa. Khi có con á, vợ em sẽ bớt trẻ con. Rồi vậy nha. Rồi cảm ơn hai bạn. Dạ.